nhân đạo. Trước đây đã từng là công ty công việc nhân đạo. Cái món quà này trước tiên em thay lời cho toàn thể anh chị em ở trong đời đời có ngang toàn thể ngành ở thành phố nơi quê hương sinh ra lớn nhỏ các bên hàng nhất cho các em đến nơi đây trước là chia sẻ cảm xúc của mình, tấm lòng đến bà con vùng cao, sau là những sinh phụ rất xíu ân tình đến đây các em này, nhất là ngày này chăm lo cho bà con vùng sâu vùng xa. Một lần nữa em xin rất biết ơn các bạn, xin cảm ơn. Nơi đây anh thấy cái phần quà nó hơi là lộn xộn á, thì có loại này loại kia là do em không phải đi mua mà do bác tính cho chúng em đem đi tặng cho bác. Xin em cũng xin chúc đôi lời xin kính thưa quý thầy, kính thưa toàn thể các anh chị em trong đoàn từ thiện thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay rất linh thục và rất vinh dự là được thầy và các anh chị em đã đến và các từ thiện tặng quà cho bà con xã Phước Khác. Nhà em là cũng là một quan tỉnh nông thôn, cũng được đơn vị cử đến đây để tiếp nhận là cái phần quà của các thầy và của đoàn. Thì thay mặt không dám thay mặt cả tỉnh Ninh Thuận, nhưng mà thay mặt toàn thể cán bộ chiến sĩ công an chiến sĩ ở bên tỉnh Ninh Thuận và bà con Phước Khánh, tôi cũng lời cảm ơn quý thầy và các quý phật tử ở thành phố Hồ Chí Minh đã có tấm lòng và đóng góp cho bà con, và đặc biệt là cái đoàn từ thiện chúng ta bỏ rất nhiều thời gian để đến với người dân. Xin hết sức cảm ơn quý thầy. Và cũng lấy đây là cái niềm động lực để mà bà con nhân dân chúng ta là cố gắng làm ăn phát triển kinh tế xã hội. Ngoài ra là bà con mình là chúng ta được sự quan tâm của bà con mình là trong cuộc sống hàng ngày chúng ta rất hạnh phúc của chúng ta hiện tại và hiện nay là chúng ta đang tập trung thực hiện là ngay từ đầu năm chúng ta đang được học sinh ra lớp, cũng mong là các cụ dân ở đây là con em mình chưa có ra lớp thì mà chúng ta cố gắng để chúng ta đảm bảo con em mình họ ra lớp và đặc biệt hôm nay là ngoài phần quà thì các mặt thường quân còn có những phần quà tung tư cho các em. Thay mặt cho chính quyền địa phương xin gửi lời cảm ơn các đồng chí lãnh đạo công an tỉnh, tham gia tỉnh chủ tham gia tỉnh đã quan tâm kết nối với mặt thường quân và thiệt này và sư thầy có những cái lời gửi lời cho bà con thật là ấm áp của bà con. Nãy giờ mình trốn đâu mày? Quên ơi, lên nhận này đi con. Kỳ này chắc thầy kỳ này cũng nhận được. Cũng được thầy. Cái này cũng được thầy. Dạ xin cảm ơn. Chú Anh ơi, chị em tắm em. Chị ơi, chị chủ tịch cho em gửi chút xíu tâm nguyện á. Em mới thăm dò tí này á, em biết tên Mỹ để học chưa được đi học chưa lần không được. Mày nhầm vọng. Dạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Qua chị trước lấy bị ni lông xong đi vòng với Ngọc nha. Ngọc ơi, cái này là thu phiếu rồi em. Thu phiếu cái xong rồi chị qua chị lấy bị ni lông. Chắc chị Oanh ơi.